Xin chào mọi người, là mình Haji đây. Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại mọi người trong một chiếc vlog. Thì trong vòng khoảng một tuần rưỡi vừa rồi thì mình đã học xong 3 học phần lý thuyết quân sự. Và chủ nhật tuần này thì mình sẽ lên khu quân sự để học nốt học phần thứ tư là học phần thực hành. Trong vòng đâu đó khoảng một tuần, bây giờ thì mình đang soạn đồ để chuẩn bị mang đi ấy. Bọn mình hãy cùng soạn đồ với nhau nha. Vì đến khá sớm nên lớp mình đã rủ nhau đi ăn sáng. Đây chính là khu nhà mà bọn mình ở. Còn đây là chiếc ổ nhỏ của mình. Từ giờ mình nhận ra có một chiếc cửa sổ nhỏ. Vì hôm nay trời mưa nên gió thổi vào khá là mát mẻ. Bữa trưa đầu tiên khi đến đây là cơm rang. Mình vừa tắm xong mọi người ạ. Và bây giờ thì mình đang đợi hai bạn mình tắm xong. Rồi bọn mình sẽ về chuẩn bị để đi ăn. Trời kiểu siêu sớm gì ơi. Bọn mình hôm nãy cũng tập trung một chút buổi chiều. Nhưng mà lúc sau thì vì mưa quá nên là vẫn tập trung sớm và trở về phòng để chuẩn bị các cái công tác sinh hoạt khác. Mọi người trở về phòng. Sinh hoạt xong, chúng mình lại về phòng thay đồ và rủ nhau đi ăn chè. Làm công tác, chuẩn bị đi ngủ để đến đúng giờ chúng ta thực hiện chế độ ngủ nghỉ. Cái thiên tài gì đây? Nice. Ngày thứ hai phải tập trung. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay các trung đội bắt đầu được phân công khu vực để vệ sinh. Bánh mì và sữa là bữa sáng hôm nay của chúng mình. Nghỉ giữa giờ thì chúng mình đi mua nước uống tại vì thời tiết nóng quá. Cơm nay trông có vẻ sáng sủa đấy. Chiều tối thì các anh chị ở ban chấp hành khoa chung mang quà bánh lên thăm chúng mình và không quên mang theo cả deadline nữa. Đây là bữa sáng hôm thứ mấy? Thứ tư. Hôm thứ tư, nào phiền review nào. Ngon gần chết đúng không? Nước bông rất ngon. Rồi cũng ok đấy, nhưng mà chả thì ô dề. Mấy hôm liền đều ăn chả, không chả thì cũng giò. A few minutes later. Lau đâu nhở? Nhiều chuồn chuồn ghê. Review nào.
1 hour later. Bánh gì thì 10 ngàn. 50 ngàn. Dọn đồ xong hết rồi, giờ chị đã đi về thôi. Đây là cách mình thả đồ nha. Không phải là mình vì đâu nhưng mà nó là như thế đó. Người thành công thường có lối đi riêng. Thực lòng thì ban đầu mình không có nhiều hy vọng về chuyến đi này, nhưng nhờ có những người bạn ở bên mà mình đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và cũng cất giữ cho thanh xuân thêm nhiều những kỷ niệm quý giá. Vậy là chuyến đi quân sự của mình đã khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.